Tiếp theo là phần chánh văn. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyên thiền lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp tứ khỏi lâm ngữ tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, nhưng người bạc ác giàu sang ít tư gì, chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thâm kính ư gì người trên. Sống lo trọn đào thác lên nữ tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lãnh lời vua Mỹ học rài kể kinh. Trao tâm luyện tâm cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lòng mơ tai nghe rõ tiếng đàn, không dây không phim quán hờn cùng không. Đờn Tây rồi lại đờn Đông, trách trong ba tánh gặp sông ngữ quên nguồn. Phàm trần như chỉ rối như cuồng, mà còn sai đắm theo tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hằng hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiên ngữ quan tài. Chú thích: phước duyên nghĩa là phước đức và nhân duyên. Nghĩa của chữ phước thiện tức làm những việc phước thiện để gây duyên lành về sau. Đức thầy có dạy: ông bà có sẵn của tiền lại thường làm ruộng, phước duyên để dành. Bạc ác, hung dữ, gian ác, hay quên ơn chẳng hề thương nghĩ đến ai. Tiên đài là chỗ tiên ngự, đây chỉ cho ngôi vị ở cảnh tiên Phật. Vua Mỹ cũng gọi là du Mỹ, có nghĩa là bưng bợ, tân bốc người để nhờ cậy. Đức thầy có câu: cứ theo cái lối A vua, gặp sông quên nguồn. Sở dĩ có nước sông là gốc từ trên nguồn chảy xuống, mà kẻ được uống nước sông lại quên nước nguồn. Cho nên thành ngữ này để thống trách những kẻ sanh được thân người và có nơi ăn chốn ở, lại không nhớ đến công ơn tổ tiên nòi giống. Đức thầy từng nói: nhớ câu ăn giấy bỏ bìa, được thân sung sướng dội lìa tổ tông. Gặp sông quên nguồn cũng có nghĩa là những kẻ được hưởng sự cao sang sung sướng hiện giờ,
là do có căn tu hành từ trước mà nay dội quên đi, chẳng chịu hồi đầu hướng thiện để dung quán thêm, cho cội lành ấy sớm được kết quả viên mãn. Đức Thầy hằng thống trách, biết gốc lành sao cội không dình, hố sâu tình dục, nghĩa là lòng ham muốn sắc đẹp, vị danh tiền của như cái hố sắc sâu, ai xa vào đấy khó mà thoát ra được. Người càng đắm say tình dục càng chìm trong hố sâu tội lỗi, như voi xa lầy, càng dễ dùng càng bị lúng thêm. Cho nên nhà tu cần phải tránh xa tình dục. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy: người hành đạo như kẻ mặc áo bằng cỏ khô, thấy lửa phải tránh. Người nhập đạo đối với lòng ham muốn tình dục cũng phải tránh như thế vậy. Lược giải từ câu 729 đến câu 752. Đoạn giảng trên ý giải rằng, nếu ai muốn đặng nhân duyên phước đức, khi nghe được lời khuyên trong đây, hãy sớm phát tâm tu học đạo lý và cố hành trì làm sao cho thấu đạt lẽ cao sâu màu diệu, để nương theo con đường Phật pháp của tổ thầy đã vạch, hầu vượt khỏi vòng tai khổ. Giả lại, từ xưa đến nay bạc vàng của cải chẳng bao giờ sánh bằng phước đức. Vì vàng bạc dù có nhiều đến đâu, tiêu xài thời gian cũng hết. Tuy ta cố giữ, nhưng khi nhắm mắt cũng chẳng mang theo được món nào. Còn phước đức chẳng những giúp người an thân trong hiện kiếp, mà tương lai còn được thành quả giải thoát. Xưa nay những kẻ làm giàu bằng cách gian ác chẳng đem lại lợi ích lâu dài, lại còn mang thêm khổ lụy. Cho nên chúng ta cần tuân thủ theo lời Phật Thánh, đối xử với mọi người đều được hiền hòa lễ độ, kính người trên thương kẻ dưới, để mang lại đời sống an lành trong xã hội. Điều cần nhất là phải trau dồi trung hiếu, vẹn đáp tứ ân. Vì trung hiếu ở đây là chỉ cho diền mối của đạo làm người. Nếu ai xử trọn trong lúc sống còn, ấy gọi là tu nhân và trả xong nợ thế. Tất nhiên lúc lâm chung sẽ đặng siêu thoát lên cõi tiên Phật. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Xong, muốn cho sự kết quả cao chắc hơn, ngày ngày hành giả cần phải chuyên tâm niệm Phật, làm lành và chừa bỏ những lời dối gian vua nịnh, để lo tu học kệ kinh. Nhờ có thông hiểu kệ kinh mới thấu đạt yếu pháp thiền tịnh song tu của Đức Thầy chỉ dạy. Nghĩa là mỗi hành giả vừa tự trau sửa tâm trí cho sáng suốt, và vừa trì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, để nhờ tha lực của Đức Phật gia hộ, tức thân tâm được trọn lành trọn sáng, chẳng còn vướng bận các trần ai nghiệp báo. Lại nữa, lời pháp giáo của Đức Thầy ví như tiếng đờn, mà đờn ở đây là không dây không phím. Đờn ta vốn thiệt không dây, chính đó là chánh pháp vô vi. Nên Ngài khuyên nhà tu khi xem sấm giảng, chẳng phải chỉnh nhìn sơ qua trên mặt văn tự, mà hãy bình tâm lặng ý để suy tìm, mới mong thấu đạt chân lý. Lời sấm kinh đã truyền bá khắp nơi, song chưa mấy người thức tỉnh. Nên Ngài thống trách những kẻ đã hân hạnh sanh được thân người và thụ hưởng mọi sự cao sang về vật chất, lại quên đi căn lành gốc đạo từ trước. Kìa cảnh trần sắp đến hồi rối loạn, sao nhân sanh bị đắm say theo tuồng ảo ảnh, bất chánh vô liêm. Bao lời lành lẽ đạo của Phật Thánh chỉ dạy là con đường siêu thoát an nhiên, thế mà bá tánh vẫn làm ngơ không hề để ý, mãn đua đòi những vật chất phù hoa, đắm nhiễm cuộc lỡ danh tình ái, để rồi bị mê ghiền mãi mãi, cho đến khi từ biệt cõi đời cũng chưa dừng lại được.